tham gia tiết mục gì? Em là đến đây để hát và để nhảy. Chính vì thế nên không nói nhiều, em chỉ mấy liên khúc luôn. Ok. Ok. Em bắt đầu. Nói một lời thôi, người ơi, người có nghe không? Nói một lời thôi, người ơi, người có nghe không? Người ơi, người nói đi. Em như thế. Trả lời anh đi, người ơi, người có nghe không? Trả lời anh đi, người ơi, người có nghe không? Người ơi, người biết chăng? Tin tôi nói đâu. Nhói đau thì đã sao, cũng qua như giấc mơ. Đau chỉ một lần đoàn tàu lăn bánh xa bến, chậm chậm khuất xa màn đêm. Hãy hôn nhau đi mà con bước sinh, con bước sinh, con bước thi idol. Tôi thích em, tôi thích cách thể hiện của em. Thế nhưng mà chương trình này nó không hợp với em. Cái phần trình diễn vừa rồi của em nó rất là hưng phấn. Nhưng mà tôi nghĩ là cái phần hưng phấn ý, nó lại thuộc về vũ đạo của em chứ không thuộc về cái gương mặt của em. Tôi thì có câu trả lời không sâu sắc như Trung. Nhưng tôi không dùng từ hưng phấn, tôi dùng một từ, đấy là từ đã. Trông mặt em lúc hát tôi thấy rất là đã.